chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Winning 20 độ một loạt những món đồ chơi siêu khủng, nhẹ ký nhưng nặng tốn tiền. Các chiếc Winning 20 được Baker biên hòa độ lại với các dàn chân thừa hưởng từ các dòng phần lớn như là fan của Rainbow, dàn áo sơn trắng ngọc trinh cùng rất nhiều món đồ chơi trang trí khắp mọi xe, làm cho em nói cho nên nó bật cứng cáp hơn rất nhiều, đúng như chất xe đầu kiển. Hệ thống kiểm soát được nâng cấp mạnh lên bằng cụm tay thắng của Rainbow Asset đi kèm bình dầu rời cái màu xám khói cùng thương hiệu. Đây được coi là có combo tiêu chuẩn dành cho những dòng xe đầu kiển ngày nay. Do kích thước cái cụm này là hơi lớn nên buộc lòng những dòng xe hồng phải cắt cái bộ tí xíu. Cái trang bị thêm cái cụm Tycon Tyroem, một dòng đồ chơi đến từ Ý. Cái cụm này ngoài làm Tycon có thể dùng làm tay thắng cho đùm sau dành cho những dòng xe tay ga. Nhược điểm của cụm tay này là không có cái chân kính, ta phải phát sinh thêm cái chi phí chạy CNC, một cái chân kính nhôm. Ngoài ra cái phần tay thắng có cấu tạo giống như Rainbow, nếu như hư chạy ta có thể dùng tay Rainbow mình lại thay thế rất tiện lợi. Trang bị trợ lực Squad S kẹp sườn, với cái dòng xe thiên về mặt tốc độ thì việc giữ đầu xe chống sàn lắc là một điều rất quan trọng, đặc biệt là những đoạn đường thẳng. Lắp trợ lực thì phải can thiệp vào hàng sườn và các cái mũ và chi tiết nhỏ. Những thứ này cần rất là tỉ mỉ, rất nhiều, vì sai một ly nhỏ cũng làm mất được thẩm mỹ, hoặc nguy hiểm hơn, làm trình trợ lực là không ôm hết được đầu xe. Chi dầu Carver, cái mẫu mới tích hợp cái khả năng xoay là 360 độ, rất là thoải mái, không sợ bị gãy dây. Việc này sẽ rất là tiện lợi cho những heo dầu hoặc là tay thắng kiểu khác người. Cái bộ dây được cố định bằng heo dầu Rainbow 2 bit để xứng và lắp vào vỏ phục gián tiếp thông qua một cái heo làm bằng chất liệu nhôm. Giá cái đĩa của CBR100R ở phía trước hiện nay rất ít người ưa chuộng. Khi lên cái đĩa Gaffer, sử dụng cái ben đạp của Rainbow tích hợp là ổ chứa dầu liền cho cái lực phanh là mạnh hơn, ngoại hình lực cũng đẹp hơn. Thương hiệu này so với cái ben đạp Nissin Zin theo xe. Tuy nhiên cái lỗ ốc là hơi lệch nhẹ, nhưng với công nghệ CNC thì chuyện này là quá dễ cho người thợ, chỉ cần là đo đạc sau cho lên bản 7 3D bằng máy chạy rồi cho máy CNC tự làm việc. Trang trí xung quanh bằng một loạt ốc rô ti giúp tăng thêm cái màu sắc và cái điểm nhấn cho cổ ben. Heo dầu Rainbow luôn lớn ở phía sau được làm cái bát xay ngược tự như cái chồng phân lớn, thường được dụng là phát heo dầu này không rẻ đâu nhé. Giá chạy một con heo như trong hình dao động từ 1.2 triệu đến 1.500.000 đồng. Lợi thế của phát này có thể xây lên hoặc xây xuống tùy theo heo thích, tùy theo cái sở thích của chủ xe, vô cùng tiện lợi. Cái giảm số sau được kiểm soát tốt hơn bằng cái phục quạt S bình dầu rời, mẫu hiệu đồ chơi đến từ Thái Lan, được rất nhiều tay chơi sẽ tin tưởng và dùng trong nhiều năm qua. Và anh em nên lưu ý chút xíu, trên trường hiện nay có những phụ tùng quạt S giả nên ta phải tìm hiểu, tránh mua nhầm những hàng giả kém chất lượng. Góc này các bạn sẽ thấy nhiều chi tiết ốc rô ti dùng để cố định cái dàn áo cốt và cái gác chân. Bản độ nhìn có vẻ là giản đơn, nhưng sau một loạt những món đồ chơi kể trên, còn cảm thấy nó giản đơn hay không? Hãy comment bên dưới nhé các bạn. Quay 100, cái sự hồi sinh xứng đáng của một dòng xe huyền thoại. Với những cái sự phát triển và nâng cấp không ngừng của những hãng xe đã làm cho người tiêu dùng quên đi cái sự tồn tại những mẫu xe cũ huyền thoại một thời, đó là cái chiếc Honda Way 125 bên Thái, nay còn được gọi là cái chiếc Future 125 ở Việt Nam. Và hôm nay một Baker đã tạo một cái sự hồi sinh mạnh mẽ bằng cái dòng xe này, thay một phong cách là hoàn toàn khác biệt, khoác trên mình một cái dàn áo full đen, một màu xanh pha trộn cái sự hài hòa thông minh giữa hai cái tông màu là quá nổi bật, nhưng vẫn được lãm và cứng cáp. Chiếc xe có tuổi đời là khá cao và bị cái màu thời gian là tàn phá đi rất nhiều, nên chủ xe đã thay thế toàn bộ bằng những bộ tùng mới order từ nước bạn bè. Phần động cơ cũng đã được tối ưu sửa chữa lại thay thế rất nhiều. Trang bị cụm thắng Rainbow Bidit giúp kiểm soát cái lực phanh là tối ưu hơn. Tuy nhiên do cấu tạo của cụm này khá lớn nên các dòng xe không phải cắt cái mũ là khá nhiều, đi kèm cùng với bình dầu Allen trong suốt giúp ta kiểm soát được cái tình trạng dầu hao hụt. Cái dàn chân trước mạnh mẽ bởi cái heo dầu Rainbow Motoba 2 bit xứng bắt vào vỏ phục thông qua một cái mắt heo CNC riêng biệt dành cho cái heo Motoba, kết hợp cùng với dầu đồ chơi được bám ngắt dầu Sauli và ốc chó Sauli lắp vào, vừa với heo dầu Rainbow, tay thắng Rainbow các đời. Dùng cái gác chân của Exeter 155 số gập lên một kiểu dáng là rất được ưa chuộng hiện nay. Chế cách chế cũng là hơi rất vất vả chút xíu, làm lại mâm thay vì phải mua các cái máy.
gác chân trước của shutter, sau đó cắt hàng canh chỉnh qua gác máy của chiếc quay. Chạm lắp sau được trang bị có một Colin bằng dầu rời, một thương hiệu đồ chơi đến từ Thụy Điển, có những cái chiều cao tương đối là bằng với một sim, có thể lắp vừa cho quay, rim và phu chờ. Bên cạnh đó, thương hiệu đồ chơi này cũng rất nhiều người được chơi phân khối nhỏ hiện nay ưa chuộng, đặc biệt là những dòng xe đồ kiện. Thay đổi cái niên sắt hoặc các dòng hoành hợp kim mà ta thường thấy, nên những bản độ con chiến mã này thường hướng tới cái việc trang bị cái đinh nhôm Excel vàng, cái chữ đỏ. Cái tông niền này là khá hiếm ở Việt Nam, nên cũng rất là khó tìm. Sản phẩm này có mức giá thành cũng hơi cao chút xíu, nhưng bù lại người chơi sẽ được trải nghiệm một cái sản phẩm là khá đẹp, bao cứng và trọng lượng rất nhẹ. Các sản phẩm khác đang có trên trường. Em nó đang khoe dáng con hẹn mấy người. Cảm ơn bạn dõi này là cái tiếp, nhớ like, share, subscribe.